Đội chó nghiệp vụ thuộc các đơn vị trường trung cấp 24 biên phòng, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đến vùng biển thôn Phước Thiện của tỉnh Quảng Ngãi. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, một gói vật thể nghi ma túy được chó nghiệp vụ phát hiện sau khi tiến hành lùng sục. Ngay lập tức, vật thể nghi ma túy được thu gom về theo quy trình và gửi đến cơ quan chức năng giám định. Khi nhận lệnh, chúng tôi đã xuất phát ngay từ cụm cơ động 4 tại Quảng Trị sang đây và cụm cơ động 3 tại Gia Lai ra ngoài này để triển khai. Khi đến đây đã bước ngay vào thực hiện nhiệm vụ. Đối với tất cả các đoàn chó tập trung về đây thì chúng tôi đã bước đầu đã phải cho chó làm quen với nguồn hơi quả tăng vật để lại, cho chó được gửi mẫu và sau đó tổ chức huấn luyện tìm kiếm. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ rà soát tìm kiếm thì chó nghiệp vụ kết hợp với huấn luyện viên cũng đã phát hiện một vị trí có một gói nghi là cocaine, đã báo cáo cho ban chỉ đạo. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, tính đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm hai gói vật thể nghi ma túy. Rồi, thôi cầm ra đây lắp niêm phong lại nha. Đấy. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát huy cái tinh thần trách nhiệm và tập trung lực lượng, tập trung các biện pháp nghiệp vụ để mà tăng cường phát hiện, tìm kiếm, thu gom để đảm bảo được cái khối lượng nghi ma túy đó không được phát tán ra trong cái quần chúng nhân dân, để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong địa bàn và cũng như là khu vực biên giới biển của tỉnh. Liên tục vào các ngày 4, 14, 17 và 18 tháng 1, qua nguồn tin của người dân, đồn biên phòng Bình Hải thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phát hiện thu gom 3 túi gói ma túy cocaine và 290 gói vật thể nghi ma túy. Hiện các vật thể nghi ma túy đang được Bộ đội Biên phòng trưng cầu giám định và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.